Hello cả nhà. Này mình bắt than mình nướng cái món này vịt ướp chao. Ăn rồi mọi người, bỏ lên nướng thôi, đói bụng rồi. Bỏ lên. Chèo rớt xuống bốc mùi lên, thơm quá. Giờ nửa tiếng sau là đã mồi. Đây nửa con nấu cháo đây. Nửa con nướng, nửa con nấu cháo. Hấp dẫn không? Nấu nóng này. Chín chưa ta? Nóng quá. Rồi chín rồi mọi người ơi. Xuống. Wow, ngon quá. Thơm ghê, anh Vũ biết vừa không? Thơm ghê. Lâu anh ra tay là phải ngon chứ. Không mà anh nấu ăn ngon mà. Do có em nên anh luộc nghề lâu thôi chứ anh nấu ăn ngon mà. Nè, vịt nướng chao. Món ăn rất là bình dân. Lâu lắm rồi mình không ăn nữa ha. Tại nhà mình ít ăn thịt. Chín rồi thấy không? Ok, nè không? Cho cả nhà coi sát nè. Wow, thơm ghê. Mềm, vịt mềm. Không có vẻ cái thịt này chắc ngon hơn Costco, tại biết sao không, thấy ít mỡ hơn á. Mỡ, vịt này là vịt Hàn Quốc nha mọi người. Vịt ở chợ Hàn Quốc. Cái này mình đi chợ Hàn Quốc mình mua. Bình thường là mình ăn chợ Hàn Quốc ở Costco của chợ Mỹ, siêu thị Mỹ. Hôm nay mình đi chợ hàng. Cẩn thận cái ngón tay. Sao? Có 10 ngón là gì? Ngón còn chứ. Nó cứ mẹ rớt thì chắc nó chạy luôn. Cả nhà nhìn nè, đây là vịt luộc nha. Đây là vịt nướng chao. Rồi xong. Rồi. Kính mời 500 anh em. Cái nửa con vịt mời 500 anh em. Tôi ăn biết. Rồi. Xong bưng vô. Rồi, sau một hồi nước thịt mặt đã đỏ hồng luôn. Dẫn. Mời cả nhà. Thịt vịt chấm mắm gừng. Thịt gà bóp rau răm. Rồi mời cả nhà. Cuối tuần. Rồi. Ngon mẹ. Ngon. Quẻ ngon. Ngon tuyệt vời luôn. Ăn thịt trước đi. Cái quên chấm chao mà quên chấm tô chè không hả? Thịt nướng thì chấm chao, thịt luộc thì chấm mắm gừng. Thịt nướng là ướp chao đó mà. Đây nè ba, thịt nướng thì ba chấm chao nè. nay mình trổ tài mình nấu lại cho cô Tư ăn chứ được. Bữa giờ cô Tư mệt quá. Cô Tư hôm nay có lấy thêm đi nước cam. Hello cả nhà, mời cả nhà ăn tối cùng với gia đình mình nha. Hôm nay cô Tư không có vô bếp được ăn gì cho nên là thấy ngon hơn mọi ngày. Do hôm nay mệt quá. Cô Tư ăn quá mệt. Cái này nó gì hả cái chai? Lo cái này uống cùng không có sướng. Cũng đâu kêu đâu. Mà lâu nhìn sang với bộ thôi. Đẹp. Ủa ở Việt Nam cái lon với lại cái chai khác nhau không? Anh cũng rành nó khác chứ. Mà cái mình cho thường thường uống cái chai là cái nồng độ nó cao hơn. Chai ngon, chai đậm hơn. Chai cũng ngon. Chai dùng nó giống nhau. Cái lon hình như ít hơn phần trăm alcohol sao á. Các gì? Nhưng mà uống chai lúc nào nó ngon hơn á. Úp chai vừa ăn, Vũ úp vừa ăn ngon. Bôi đâu rồi? Ngon lắm hả? Thử nha. Rồi biết không? Mình thử miếng luộc chấm gừng. Ngon Vũ. Vừa ăn luôn. Đẹp rồi. Rau ăn ngon kìa. Rồi đáng lẽ làm đồ chua nữa à? Dạ. Làm biến thôi. Này có đồ chua nữa số 1 luôn á. Ăn mày. Còn chị ta bán nhiêu đồng? 18 đồng thôi. 18 đồng là cỡ khoảng còn nhiều. 400 ngàn Việt Nam ha. Cái cô cũng 14 15 đồng con. Mà thấy chị Tiền nó trắng hơn. Kìa bầm nấu luộc ở đi khui à. Không biết là lắm này ăn có ăn vịt ăn chợ Đà Hà ngon hơn đúng á. Nó không có bị mỡ mỡ bà nhầy bạn nhãn như cái bên này á. Vịt bên này nó mắc hơn thịt gà. Ở bên Việt Nam mình thịt gà mắc hơn thịt vịt. Mình bên này gì cũng ngược với Việt Nam mình á. Đấy. Ở Việt Nam á mua một con gà thì mắc hơn mua hai con vịt. Đúng rồi. Cặp vịt không bằng con gà. Mắc quá. Để con vịt á ở bên đây kiểu mắc lại nha, tính công làm á. Nãy mình đi nhổ sạch nhũ. Dạ thật. Cũng này đồng hả? Đồ nướng thì chúng ta mình nướng nó còn đồng hả? Cũng nghĩ nhà mình ăn con là vừa, nhà mình ăn hai con không nổi không? Không, thật ra nhà mình ăn ít thiệt á, nhiều ăn hết nè. Không. Hả? Làm miếng úp chao nữa. Cô cũng nhớ lạc không? Ngon thịt vô. Nướng á. Đã nhiều. Miễn tráng chán rồi. Hả? Miễn tráng không chán rồi. Ăn mẹ. Con nói thiệt con rất là thích bài này mà sao con hát vô được hay. Cho cô Tư thêm nhiều bài thích quá. Hát ra với cô Tư chắc dành suốt buổi. Nói gì hết. Ăn cũng thích, hát cũng thích, shopping cũng thích. Cái bia lon phải không? Nó uống dở hơn cái bia chai mà được cái nó sang sang. Khui đồ kêu bập 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 rồi. Cẩm lon đẹp. À, cẩm lon đẹp chứ đẹp. Chứ uống đâu có ngon bằng cái bia chai. Bia chai mạnh hơn hả? Bia chai uống ngon tổ nợ. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Bye bye. Mọi người hẹn gặp lại video tiếp theo ha. Bye bye. Còn miếng gặm nữa hết.